Sau vài ngày mở shop, Thái Công đã có đơn hàng đầu tiên và câu chuyện đằng sau khiến dân mạng cười ra nước mắt. Thời gian vừa qua, cộng đồng mạng Tấp Tớp đã không khỏi xôn xao trước các món hàng dành riêng cho giới tinh hoa và những người có chuyên môn thưởng thức nghệ thuật của Thái Công, khi các món hàng đơn giản có giá cả nhẹ nhàng, chỉ từ vài chục cho đến vài trăm triệu cho một món hàng. Không ít người chỉ bấm vào dạo chơi dài dòng shopping bằng mắt rồi lặng lẽ ra đi, không dám nghĩ tới cái việc là sẽ mua được món hàng nào. Tuy nhiên mới đây, một thanh niên đã lên mạng khóc ròng với dân mạng khi đã lỡ tay đặt mua một cây nến thơm với giá gần 1.500.000 đồng chỉ vì muốn trải nghiệm cảm giác quý sợ tộc, trang cảnh để flex với bạn bè. Ai mà có ngờ sau khi đặt xong thì hệ thống lại không cho hủy đơn hàng, khiến cho anh chàng rơi vào trầm tư chỉ vì sai một ly mà đi luôn 1 triệu. Được biết, để đặt được món hàng trong shop của Thái Công, người mua phải thanh toán hoặc là đặt cọc trước một khoản nhất định, nên hệ thống không có đặt lệnh hủy hàng. Thế nên người mua hàng sẽ phải nhận hàng hoặc là mất luôn tiền cọc. Tuy chưa rõ thực hư câu chuyện, nhưng bên dưới video nhiều người đã để lại bình luận vô cùng hài hước. Lỡ mua về rồi thì bà để bà ngửa chứ không có dám đốt luôn, tại đốt tới đâu mùi tiền nó bay phản phất tới đó. Tính ra thì đồ Thái Công có đắt lắm đâu, chỉ là chúng ta không đủ giàu để mà mua mà thôi. Tôi thấy cũng có vài người cũng mua cái nến thơm đấy về rồi còn đăng lên Tấp Tớp khen nến có mùi thơm và dễ chịu lắm á. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.